Rồi. Với chúng ta Tết đã đến gần, nhưng với những chú chim chích Tết cách xa ngàn cây số. Vì sao? Vì bọn chúng là chim di cư. Rồi hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn chơi một cái bộ bài là Flow Wandery, những chú chim đi di cư. Tại vì bộ bài này mới được in lại trong MB22 nên bọn chúng khá là rẻ ha. Bạn có thể tìm và mua được rất là dễ dàng. Rồi, Robina. Đầu tiên con chim nhỏ đầu tiên là con Robina. Hiệu ứng của con này khi được nô màu summon xuống thì nó sẽ sệt một con chim nhỏ khác và bạn sẽ được nô màu summon thêm một lần nữa. Rồi, tiếp tục. Nếu có chim nhỏ rồi thì bạn sẽ tìm được chim lớn bằng cách là Eggland. Đây là Eggland, là đảo chữ của Eagle đó. Đây, có thể thấy con chim Eagle ở đây. Rồi, khi con này được nô màu summon thì cũng giống con này, bạn sẽ được phép nô màu summon thêm một lần nữa. Bạn sẽ được phép lấy một con chim bự từ deck lên và nô màu summon thêm một lần nữa. Rồi, tiếp theo mình sẽ có hai con chơi, một là Tree và Token, một con dùng để lấy lại Flow Wandery kẹt ngoài banish và một con dùng để banish kẹt dưới mộ của cả hai người chơi tùy trường hợp và được nô màu summon thêm một lần nữa. Có chim nhỏ chắc chắn sẽ có chim lớn. Ở đây mình sẽ có hai con chim lớn là Flow Wandery Emben. Thật ra là một con nhưng mà chơi hai. Rồi, con này thì có hiệu ứng rất là mạnh, đó chính là khi được normal summon xuống thì bạn sẽ lấy được một Flow Wandery spell chap và được normal summon thêm một lần nữa. Ngoài ra thì những con quái thú được special summon ở thế công sẽ không được active effect, và còn một cái effect tăng công nữa, bạn có thể đọc kẹt test của nó. Đây, rồi đọc xong rồi. Tự bấm đứng mà đọc đi. Chứ không có đưa đâu, mất thời gian lắm. Rồi, ngoài ra những cái con chim nhỏ chim lớn này thì còn một con chim lớn trong quần thể chim của tôi nữa. Đó chính là một con cũng không phải chim nhưng mà nó là Raiza the Mega Monarch. À, con này thì chắc không phải chim đâu. Rồi, nhưng mà nó hệ Winged Beast nha. Thì con này dùng để làm gì? Con này dùng để, các bạn có thể thấy effect của nó đây, các bạn đọc thử đi. Rồi, nói sơ qua thì dùng để đá cạc của đối phương về deck và có thể recycle con này lên tay. Rồi, còn một con chim lớn trong quần thể chim của tôi nữa, đó chính là một con Mid Valley Abed Avian. Thì con này phát của nó khá là, hiệu ứng của nó khá là đơn giản ha, nó dùng để negate activation hoặc là không có effect hả? Rồi, chỉ negate activation của bất cứ cái gì đó và đá này lên tay thôi, dùng để lát nữa mình có thể normal summon xuống. Thì bộ bài này bạn có thể thấy chúng ta chơi xung quanh một cái gọi là normal summon, cho nên nó sẽ bị thường mấy con chim nhỏ này sẽ lóc, không cho các bạn special summon, không cho các bạn chiêu hồi đặc biệt. Rồi, về phần thì đây là monster của Flow Wandery và những con chim lớn trong quần thể chim. Thì những con chim này nó sẽ có những cái bài ma pháp cạm bẫy hỗ trợ, chẳng hạn như là một cái field. Đây là bản đồ di cư Flow Wandery and mắt cái gì đó map. Rồi, thì cái này sẽ có hiệu ứng là bạn cho con một con Flow Wandery thôi, tự đọc đi. Đây, mệt quá. Rồi, các bạn đọc xong các bạn tự hiểu à. Cái này thì nếu mà các bạn chơi chuyên nghiệp thì các bạn sẽ biết nó dùng để lock chain, không có bị những cái hiệu ứng khác ngăn vào. Và càng này cũng rất là mạnh cho nên là mình chơi 3. Tiếp theo là Infinite Flow Wing. Cái này thì để thứ nhất là mình để đổi lại những con chim nhỏ vào bộ bài và ro những con chim khác lên nếu mà bạn có dư thừa quá. Thứ hai là dùng để có thể chi build summon bằng cách send một cạc của đối phương xuống mộ, thì dùng để remove nhiều thứ ha. Nói chung là để phá sân của người ta một cách mà rất là người ta khó chống lại lắm. Tiếp theo là cái trap. Lá bài này sẽ cho phép bạn được normal summon, được triệu hồi bình thường trong lượt của đối thủ ha. Thì cơ chế game không cho bạn làm vậy, nhưng mà ngoài Yugi ra thì lá này cũng sẽ cho bạn làm như vậy. Rồi. Trong khi những con chim di cư thì họ cũng đã tìm được anh em bạn bè của họ, đó chính là Dilly Crow và một cái tượng gió. Tượng gió này thì mình không cần phải nói nhiều nữa ha. Thì bạn, người ta sẽ không được special summon gì hết ngoại trừ hệ win, nhưng mà những cái con này mặc dù không hoàn toàn là hệ gió, nhưng mà được một cái là tụi nó là normal summon cho nên sẽ không ảnh hưởng mấy con này. Tiếp theo đi Crow thì gấp một cạc trong mộ của up đi. Rồi,
Còn bắn nào cho suy nghĩ kỹ á. Vậy là chúng ta đã đi được 9 sức mạnh, 9 phần sức mạnh của tụi chim rồi. Chỉ còn 90% sức mạnh nữa là ba cái dimensional shifter. Rồi thì ba cái dimensional shifter này thì bạn có thể mua giá rẻ bằng for comment, rất là rẻ luôn. Nguyên một cái deck này luôn. Thật ra là toàn là giá rẻ thôi. Đây, nếu mà những con chim này bạn mua ở trong MB22 thì giá của nó dao động phải từ 10.000 tới 20.000 một lá, hoặc là 5.000 nếu có người bán rẻ hơn nữa. Tượng gió thì khoảng từ 50 tới 100 hoặc 100 mấy. Đi rao là khoảng 20-30 ngàn gì đó, tùy vào foil của nó. Dimensional shifter cũng vậy, nếu mà bạn có foil common thì cỡ khoảng mấy chục ngàn, cỡ từ 20 tới 60. Hôm bữa bạn tôi mua 50 ngàn ba con có luôn. Còn nếu bạn mua xí rịch thì nó sẽ mắc hơn. Rồi tiếp tục ở đây, xuân thì bây giờ cũng rẻ rồi, cỡ 150-200 gì đó một con common. Nhưng mà xuân thì bạn không chơi cũng được, bạn không chơi thì bạn có thể chơi những cái handicap khác thay thế, chẳng hạn như là hoặc là bèo le, nhưng mà nó sẽ không mạnh bằng thôi, nó sẽ không đa dụng bằng, chứ không phải là không mạnh bằng, không đa dụng bằng xuân. Tiếp theo, cạc có thể chơi hoặc không, necro valet. Rồi cạc này không cần phải nói nha. Tiếp theo là tại vì nó có tới 4 ma pháp môi trường lận, cho nên nó sẽ sử dụng terraforming. Cái này sẽ sử dụng terraforming. Tiếp tục là những cái bình. Ở đây thì deck này không cần special summon, không cần triệu hồi đặc biệt, cho nên ở đây mình chơi 3 board of duality. Cái này có mã common ha, mã common dao động khoảng từ 5.000 tới 10.000 tùy vào người bán. Rồi tiếp theo là bot, cái một cái hũ chét sáo. Thì cái hũ chét sáo này bạn có thể thay thế bằng một cái hũ raw 2 cũng được, cái hũ bot up extravagant. Cái đó rất là rẻ à, tại vì deck này không, hầu như là không sử dụng extra, cho nên là những cái bot này rất là mạnh ha. Nó sẽ tạo ra một cái lợi thế đối với đối thủ mình là sẽ extra. Thì bạn có thể thay thế cái này bó đối với cao gần foil common hoặc là foil gold, cỡ đâu đó khoảng từ 50 tới 70 ngàn một lá thôi. Rồi tiếp theo là Dark Ruler No More. Con này cũng có mã rẻ luôn, mã common khoảng bao nhiêu ta, từ 20 hoặc là 50 gì đó một lá. Nói chung là common thì thường là chỉ có khoảng mấy chục ngàn một lá thôi. Tiếp theo là ba lá này hơi mắc, nhưng mà mình nghĩ là nó có thể có lựa chọn thay thế được, đó chính là Evelyn Mask. Thì thay vì bạn chơi Evelyn Mask, bạn có thể chơi Reiki hoặc là chổi, Happy Feather Duster hoặc là Reiki. Tại Reiki chơi ba lần, Reiki được thả ba nha mấy bạn. Rồi ngoài ra nếu các bạn có thể tìm thấy được thì đây một không phải tất cả, cái này gọi là gì, một engine có thể chơi được trong deck này, đó chính là Seamoth. Ba con chim này và cái feel này đây, bạn có thể đọc đây, khi bạn normal summon thì con này bạn sẽ được normal summon, con này ké theo luôn, và khi normal summon thì nó sẽ tự send chính nó và sạch cái feel cho phép mình normal summon thêm một lần nữa. Có nghĩa là tất cả cái con này đều dính tới cái hiệu ứng là normal summon, cho nên nó sẽ không bị đá với tụi chim này, và nó có thể lock chain được và tạo ra những cái body trên sân để mình có thể chi build summon mấy con chim bự ha. Rồi engine này khá là mạnh ha, nhưng mà cũng khá là khó kiếm và giá khá rất là rẻ. Con này 5.000 một con, con này khoảng 10.000 20.000. Rồi thì ba cạc tiếp theo các bạn có thể chơi hoặc là không chơi. Đây là 1% sức mạnh còn lại của deck, 1% phải 1% không, chắc hơn á, chắc cũng 10% á. Deck này tới 120% sức mạnh lần. Đây Flowery and Adventure, đọc tiếng Anh ngu quá. Rồi nói chung là Adventure là gì, Advent là gì, rồi không cần biết đâu, mấy bạn tự lên Google dịch đi. Rồi thì cái này hả, bạn có cái này giúp cho bạn có thể thứ nhất là né được những cái hand trap như Veiler hoặc là Infinite Impairment, và mà không bị trừ cạc,
con này có thể sờ thêm một cạc nữa, một con chim nhỏ nữa, hoặc là một Flow Wandering Monster luôn. Hoặc là đây bạn có thể đọc đây, nó có thể lấy được rất là nhiều thứ từ deck lên. Rồi, và effect mạnh nhất của cái này đó chính là nó cho bạn 500 điểm gốc. Quá mạnh luôn, 500 điểm gốc. Vâng, đúng vậy, chính là 500 điểm gốc. Rồi, cho nên lá này lấy giá 500.000 lá nha. 3 lá thì 1.500.000, gần bằng, có thể là hơn cái đống nãy giờ mình giới thiệu. Rồi, lá này mình nói lại có thể chơi hoặc không chơi, chơi thì bạn sẽ yếu hơn những người không chơi. Rồi, tổng quan thì deck này so với... Hả? Là sao? À, nếu chơi thì bạn sẽ mạnh hơn so với những người không chơi. À, mình nói ngược, thông cảm các bạn. Ủa? Các bạn thông cảm cho mình. Rồi, mình... Rồi, thì tổng quan ra thì ngoài ba cái này ra thì deck này khá là rẻ. Các bạn có thể view deck này vào. Deck này khá là rẻ. Khá là rẻ. Các bạn có thể view deck này vào khoảng tầm từ 1 triệu đổ xuống hoặc là đổ lên. Nói chung là trên dưới 1 triệu đó. Cỡ cỡ đó. Rồi, còn việc bạn build giá 1 triệu là một chuyện, nhưng mà bạn tìm được những cái càng này giá rẻ hay không là một chuyện khác. Không, thật ra thì giá của nó rẻ nhưng mà tại vì nó khó kiếm thôi. Bạn kiếm được thì quá là tuyệt vời rồi, bạn có thể cầm đáy này đánh giải. Rồi, giải gì thì mình không biết. Rồi, về phần hướng dẫn chơi thì ở đây mình sẽ có những cái combo. Những cái combo rất là đơn giản. Thì bạn chỉ cần một con chim này, bạn nô màu xuống. Hiệu ứng con chim này, bạn sẽ lấy được một con chim nhỏ khác trong bộ bài. Đó chính là con Eklan này. Rồi, khi bạn lấy tay thì con Rubina cho phép bạn nô màu luôn. Thì Rubina, nô màu, search Eklan, xong rồi nô màu xuống. Eklan F sẽ nô, sẽ search một con chim bự lên. Đó chính là con... Đợi mình xíu, mình đang search. Đây, Emben. Thì Emben này, Eklan này cũng sẽ cho phép normal summon Emben này bằng cách là chi build summon hai con này level 2, 4, 6, 8, 10. Cho nên cần hai con để chi build ha. Rồi, lúc này thì con Emben này sẽ có hiệu ứng là sạch một spell trap. Đây, thường là sẽ sạch cái này. Và hai con này sẽ có hiệu ứng là khi nó, tất cả các con chim nhỏ luôn nha, đều có hiệu ứng là khi nó bị rời sân, phay úp kẹt. Khi mà lá mặt ngửa này bị rời sân thì nó sẽ bị banish. Và khi nó trong vùng banish mà có một con Wingate Beast được normal xuống thì nó sẽ tự lấy lại lên tay. Có nghĩa là bạn không mất cái gì luôn. Chỉ cần một con thì bạn đã có 4 cạc rồi. Rồi, đây là vì sao deck này mạnh nè. Rồi, trong lượt của đối phương thì con này đã không cho những cái con quái được Special Summon ở thế công nháy hiệu ứng rồi. Đã vậy bạn còn có một lá set này là bằng cách là set lá này xuống, bạn lật lên trong tên đối phương. Bạn sẽ tiếp tục normal Robina, xong rồi normal, xong rồi search cái gì đó. Trong nhiều trường hợp bạn có thể search tượng gió và normal ngay lập tức ha. Hoặc là nếu bạn không search tượng gió thì bạn sẽ search một con chim nhỏ khác. Ở đây là Shri chẳng hạn, để banish mẫu của đối phương hoặc là làm gì đó. Và bạn có thể normal summon Eklan cũng sẽ search một con quái to, chẳng hạn như là con Mega Monarch này, Raiza này và chi build summon hai này xuống. Hoặc là một con hả? Hai con xuống. Và tiếp tục lại là cái combo đó, con này sẽ nháy effect là return cạc của up lên và cạc của mình lên bằng với số gì đó nè, tự đọc đi. Rồi, effect nó hơi lằn ngoằn ha. Nói chung là con này sẽ ra và có hiệu ứng là phá rối up và đẩy nó lên tay, lại lát nữa mình xài tiếp. Có nghĩa là combo của tụi này toàn là rất là cộng cho mình rất là nhiều ha. Cộng có nghĩa là gì? Cộng có nghĩa là các bạn học lớp 1 đi các bạn biết. Rồi, thì đó combo cơ bản ha. Rồi, những cái combo khác thì bạn có thể lên mạng và search thêm về Flow Wandery combo và coi người ta đánh như thế nào đó. Ở đây thì mình chỉ nói một vài combo cơ bản ha. Ngoài con Mega Monarch này ra thì bạn có thể normal Mid Valley hoặc là bất kỳ chim bự nào đó nữa. Rồi, về phần Etcha thì deck này xài boss up Etcha, cho nên bạn chỉ cần kiếm 15 con Etcha deck bạn bỏ vô là được. Rồi,
Vậy là deck profile của chúng ta đã xong rồi. Tạm biệt các bạn nha. Giờ thì mình đi đây. Bye bye.